Rút nó lên, rút nó cao hẳn lên và nó chỉ cao từ đấy, rút lên, rút cái răng lên. Đây để đây. Tha thưởng hay lên số nữa nhá. Thiếu tài quá. Cứ nhanh, rửa cái quạt đi. Rửa, rửa. Đấy, chị cứ tập kim ấy. Cứ quạt trên kia, cho nó quạt trong này đi. Đi để đổ đây không được đâu. Cái ghế đi mẹ. Chị thấy cao. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay nhà em mà xả kho váy nha. Đấy, các mẹ. Cái ít thì em hài với mẹ lắm. Ôi Quỳnh ơi, tí thì râm, râm. Không được đâu. Cái hồng á, cái hồng nó không sờ vào á, tí nó bị không biết được đâu em ạ. Bỏ cái dây ra đừng cho quấn vào. Đấy, thôi cho nó quay quay vào đây tí đi. Hay là bật tí điều hòa đi. Cho thêm nó đóng cửa cho bà chị đi, xong lên nhà đóng cửa cái cửa cho bà chị. Đây là cái automat lên, automat bên đằng sau ấy, bên ngoài ấy. Yêu ơi, hello, xin chào mọi người. Có bộ bầu không chị ạ? À? Không có bộ bầu cơ, lại không có bộ bầu. Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Các chị em mình đang xem cái live này thì mình chấm tương tác lên dùm em nha các chị nha. Hôm nay nhà em xả kho váy ấy. Xả kho váy của các mẹ nha. Đầu lan ngày nay em sẽ xả hết váy mẹ. Mày nóng rồi, hôm nay phải bật điều hòa rồi. Béo quá. Xong rồi béo không chị. Có size đến 60 cân. Váy có size đến 60 cân luôn. Đưa đây Quỳnh ơi. Đưa đây. Mình khùng à, cứ bật điều hòa tham cái độ mẹ. Nó trên rừng mới xuống. Cái chị thông cảm. Bây giờ nó thế. Đợi lúc nào mát thì sao? Điên à? Trời ơi, người ta vẻ. Ủa nhà vệ sinh chưa? Mày lên nhà chỗ bếp này chị em. Mày của chị làm cái cửa sổ vào đấy. Không thì trên đây nóng chết luôn. Cũng nóng nó chạy lên đấy. Bây giờ mùa hè rồi, mai phải gọn cái linh tinh ở trên hàng cùng đúng không? Để cho gói điều hòa nó khá lên. Rồi ok, xin chào các bác nha. Vẫn xinh mà chị ạ. À. Ủa dạo này béo lắm rồi, không xinh tí nào rồi. Dạo béo lắm rồi, ok này. Ngày hôm nay nha, màu tím đẹp thế đúng không? Rồi ok, cái mã màu tím sẽ là like đầu tiên của buổi like ngày hôm nay. Cất ngay khẩu trang đi. Đấy, đầu tiên buổi like ngày hôm nay em sẽ like cái mã đấy cho tất cả các chị. Nhà em có size từ S đến size XL. Có nghĩa là size từ 40kg đến 60kg quay lại cho em thì vừa đấy chị nhá. Tất cả các mã váy này là váy em đặt làm ấy, váy em đặt làm ấy, thương hiệu của em bằng hoàng. Đấy. Nên là các chị ngày hôm nay tương tác chia sẻ cái này lên giúp em. Rồi, mẫu vào đây đi em. Rồi, đây là mẫu nha em. Đây là màu tím mặn nặng nha các chị nha. Đây màu tím này. Có màu tím và có màu xanh nha em. Mã này em có hai màu. Đây, màu tím và màu xanh cho em nha. Có từ size S đến size L luôn này các chị ạ. Đấy, từ size S đến size L cho em hai màu. 40kg đến 60kg có size mặc vừa cho em. Các bác chia sẻ cái này lên giúp em.
Mã này của em là 270.000 luôn đây, 230.000 con máy này. Và ngay lên tương tác xem tặng tất cả các chị con máy này với giá đó là 80.000 đồng xem nhá. 230. Hôm nay tặng tất cả các bác với giá đó là 80k xem. Các chị chỉ cần có gắn danh hiệu mình chia sẻ giúp em thôi, cũng nghĩa là mình cứ có lượt chia sẻ giúp em là ok rồi các chị nhá. Bên con này xem này, tặng váy 80k kèm cân kèm số loại giúp em. Đấy, đây là màu tím mặt đấy mặt này. Đấy chị yêu. Cái phần cúp ngực này cực xinh luôn cho em, ok chưa? Cái phần cúp ngực này cực xinh cho em nhá. Đấy, làm cho ngực chị em mình nở lang này, đầy đặn lên này. Ok này. Còn cái phần váy này vạt này rất là điệu đà cho em nhá. Tôi lên con này với giá cho em là 80.000. Các bác có gắn danh hiệu chia sẻ giúp em. Size từ size S đến size L cho em là từ 40kg đến 60kg có size cho em nhá. Từ S đến XL, từ 40kg đến 60kg có size mặc vừa cho em. Em có hai màu. Đấy, có hai màu cho em. Đây là màu xanh của nó các chị này. Tay bồng cho em ok chưa nào? Đấy. Ok chưa là nhún ngực cho em nhá. Đấy, đây là màu xanh và màu tím là mẫu đang mặc. Ok này. Đấy. Từ size S đến size XL cho em nhé các chị nhá. À, lên con này cho em với giá 80k ngày hôm nay. Đấy, đầu này cho chị này 230.000 hay lên 80.000 cho em thôi. Lên cho em con này là thì các chị giúp em chia sẻ với các bác nhá, lên 80k giúp em. Lên con này cho em nó là tặng váy nhá. Tặng váy 80k kèm cân kèm số loại giúp em. Ok. Chị nào lấy xanh thì mình lên xanh giúp em. Bác nào lấy tím lên tím giùm em ok chưa nào? Đấy. Lên xanh giùm em và lên tím giùm em. Ok, màu nào đẹp. Hôm đó em mặc màu xanh thì rất là xinh luôn. Đấy. Mà mặc màu xanh thì ra được rất là nhiều người hỏi luôn. Đấy. Màu tím và màu xanh. Từ size S nha các chị nhá. Đấy. Từ size 40 cân cho đến size 60 cân có size mặc vừa cho em. Các chị chỉ lên cho em con này đó là 80k kèm cân nhá. Chị nào không biết mình mặc size thì mình lên cân giúp em được rồi. Nhà em có vòng bụng này, vòng eo này, vòng mông này. Đấy. Có tất cả các vòng đầy đủ luôn. Các chị cứ lên đầy đủ cho em. Đấy, lên mã này cho em nhá. Có gắn danh hiệu với chị giúp em. 80.000 đồng. Trời ơi con này quá xinh. Xả kho các chị ơi, xả kho cho em con này 80.000 nhá. Ôi, xinh quá à, ôi, xinh quá nhỉ. Rồi anh mẫu cảm ơn nhá, xinh quá đúng không? Đấy, lên con này cho em này, 80k kèm cân kèm số điện thoại cho em nhá chị nhá. Con này quá xinh luôn, ok chưa nào? Đấy. Con này đẹp tuyệt vời mặt trời. Ok, ok, đẹp tuyệt vời mặt trời. Rồi ok em ơi. Em mặc con xanh đi. Đấy. Lên con này cho em nhá. Chỗ ai đặt đi, ô cứ ngồi ngay ra đấy. Cái này người chia sẻ không chị? Thôi chị Phương Thùy ạ. Đọc to lên nào, ôi trời người to chín nhé đấy. Rồi, lên con đấy cho em nhá. Rồi mã thứ hai là mã em đang mặc đây này. Mã thứ hai là mã em đang mặc các bác nhá. Mã em đang mặc này có màu hồng. Ok chưa? Đây là màu hồng và một mã màu xanh. Quỳnh ơi Quỳnh, mày để cho Hồng làm đấy rồi mày đi vào mày hỗ luôn nó kéo khóa gì à? Chúng mày ngồi đấy làm gì? Đây lên ngoài cho em. Có ngày hôm nay tất cả các bác mua mã này cho em với giá đó là 100.000 cho em, 99.000 đi. 99.000 cho em con máy này nhá chị nhá. Màu đây là màu hồng cho em. Wow, và hoa xanh. Đấy, wow và hoa xanh cho em. 260.000, hôm nay tặng các chị hết 99.000 cho em. Đây là màu em đang mặc này. Đuôi cá các chị nhá. Đây là màu em đang mặc đuôi cá. Thực ra em hơi béo. Em hơi béo nhưng mà em lại mặc size S cơ. Đấy. Thế ra em phải mặc size M mới là đúng size. Nhưng mà em lại mặc size S. Đâm ra là L. Váy này không cần lót lót nhá. Nhìn thấy chị mặc có hở không? Rồi. Không hề hở một tí nào. Con này của nó trước rất là dày dặn. Ok chưa này? Không cần lót luôn. Mọi người nhìn em mặc có hở không ạ? Không hở tí nào luôn đúng không ạ? Đấy. Có hai hoa cho em. Hoa xanh. Đấy. Đây là bạn mặc hoa xanh. Đấy. Em mặc hoa hồng. Có size S đến size XL cho em. Size S đến size XL cho em các chị nhá. Đuôi cá cho em. Con này rất là dài. Đi làm được, đi chơi được, đi tiệc được cho em con máy này. Lên cho em tặng hết con máy này, em lấy 99.000 cho em. Con này xả kho đó các chị ạ. Bởi vì con em sản xuất ra nó trên cả 99.000 rất là nhiều rồi. Nhưng mà thật sự các chị luôn là không đủ đam mê làm hàng người lớn. Nên em xả hết hàng người lớn đi các chị nhá. Lên con này cho em 99k các chị ạ. 99k cho em, được chưa? Đấy. Không đẹp, không xịn, không lấy tiền luôn. 58 cân mặc size XL chị Nguyễn Huệ nhá. Con này có từ size đến size XL, 40 cân đến 60 cân quay về có size mọi người nhá. 40 cân đến 60 cân quay về có size cho em. Em có hoa hồng, có hoa hồng và hoa xanh cho em. Lền hoa này, lền hoa nhí các chị nhá. Lền hoa này, lền hoa nhí cho em này. Bao mặc vừa luôn, ok chưa nào? 58 cân mặc size XL. Đấy. Ok chưa? Em đang mặc đây, thực ra là em hơi béo. Nghĩa ra con này em phải mặc size L, à size M mới đúng, nhưng em đang click con này là con size S. Các chị lên cho mày em mã này đó là 99k kèm cân. Đấy. Chị nào không biết mình mặc size gì mình cứ lên cân cùng em 99k kèm cân. Hoa xanh và hoa hồng cho em, hoa xanh và hoa hồng em đi lui lại cho chị Bùi Nhài, Bùi Nhài lên số cân giúp em ạ. Hoa xanh và hoa hồng cho em nhé chị nhá. Đấy. Lên con này cho em đầy đủ cân nặng vào các chị ơi. Xả kho luôn các chị ạ, đầy đủ cân nặng vào cho em, xả kho luôn. Những cái mã này này.
55 cân cũng mặc XL chị Hoa Vũ nhá. 55 cân mặc XL. 55 cân đến 60 cân mặc XL. 51 cân đến 54 cân thì mặc size L cho em. 47 cân đến 50 cân thì là mình mặc size M cho em. Tầm từ 42 cân 46 cân mình mặc size S cho em với chị nhá. Các chị làm mà không biết mình mặc size gì ấy thì là mình lên lên cái cân thùm nhà em với chị nhá. Lên cái cân thùm nhà em thì để nhà em chỉnh size các chị ok chưa nào? Đấy. Cứ từ cứ tầm từ 40 42 kg mà các chị lên đến 60 kg trở về cho em. Ok chưa? Con này cổ vuông phen ngực rất là đẹp luôn. Con này cổ vuông phen ngực rất là đẹp nhá chị nhá. Đấy lên con này cho em với giá đó là 99.000 ngày hôm nay. Chia sẻ like với em mới lên con váy này. Các bác ơi. Các bác đừng có lo hở nha, nhìn em mặc có hở không ạ? Các chị ơi nhìn em mặc có hở không? Không hở dẹp nào luôn đúng không ạ? Đây này. Em sang háng sang hẻ ở đây các chị nhìn thấy có hở thế nào? Không hở tí nào luôn các chị của mình nhá. Bao xinh bao đẹp cho em luôn. Nhẽ ra con này em mặc size M thì đúng với form của em hơn. Nhưng mà em đang lick con này size S nên ra nó không được đúng form của em lắm. Đấy lên con này cho em 99.000 đồng giải hết các chị nhá. 99.000 giải hết cho em. Mặc con váy đỏ vào đi nha. 99.000 em chốt cho chị Hoa Vũ ạ. Con váy đỏ đây. Mặc bao giờ vậy? Chị bùi nhài lên số cân giúp em ạ. Nay con đấy bao giờ mà vừa mặc? Con mặc có tím kìa bà. Rồi. Lên con này 99.000 cho em. Hoa hồng và hoa xanh. Đấy. Không giãn nhá. Váy này không giãn. Ok chưa? Váy này không giãn. Không giãn nha mọi người nhá. Những cái dòng chất này nó không giãn cho em. Những dòng chất này nó không giãn cho em. Đấy. Bởi vì cái con đấy cũng không cần thiết phải giãn mọi người ạ. Bởi vì bên dưới của nó là dáng dáng đuôi cá ra rồi. Dáng đánh võng ra, bánh bèo ra rồi các chị ạ. Nó không phải là dòng body. Nếu nó dòng body ôm sát, ôm tít xuống thì đương nhiên là mình phải cần phải có co giãn. Nhưng mà riêng những cái con này nó là đuôi cá các chị ơi. Nó là đuôi cá cho em ngồi xe máy thoải mái cho em các chị ạ. Nên là mình không cần thiết là nó phải 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 có giãn đâu các chị ạ. Nó không cần phải có giãn nha các chị nhá. Rồi lên tiếp con váy đỏ này cho em này. Con này bao xinh luôn. Mắc luôn. Quá, 250.000. Đây. Đã mồ hôi rồi. Đây. Lên con đỏ này cho em. Mai Loan ơi, em cứ lên cho chị cân nặng là được nhá. Có mọi người mà để lại cả cái số đo các vòng của mọi người thì càng ok hơn. Em có đầy đủ đo, đầy đủ số đo các vòng như bình thường em mặc size M. Nhưng con này em đang mix size, đâm ra là cái vòng ngực của em nó đang cứ căng quá. Con này thì ra em phải mặc size M cái vòng em không thế. Đây là con váy này cho em. Đấy. Con này thì quá xinh luôn. Con này đi tiệc, đi chơi, đi dính rất là ok đúng không? Đi làm rất là tuyệt vời cho em con này. Và ngày nay tất cả các chị lên con váy đều cho em bao tiền đây ạ? 110.000 đồng giá xả kho cho em. Giá con này là giá 110.000 đồng là giá xả kho, giá thanh lý cho em các chị nhá. Nên mặc này cho em này váy 110k kèm cân. Con này nhà em cũng có size từ 40 cân à, từ size S đến size XL 60 cân quay về cho em. Từ size S đến size XL 60 cân quay về cho em các chị nhá. Con này thì nói chung là mặc mấy cái chất này này. Các chị đừng nghĩ mùa hè ăn nóng các chị nhá. Mùa hè không nóng tí nào luôn cho em. Mùa hè không nóng tí nào luôn cho em các chị nhá. Lên con này cho em 110k. Con này giá xả kho đấy các chị ạ. Con này giá xả kho luôn. Như trước em cũng có nói đấy. Em có làm thêm cái mảng người lớn nhưng mà thật sự mọi người là không đủ nhiệt huyết. Nên em xả hết. Em xả hết em tập trung vào trẻ con thôi. Nên lên con này cho em với giá 110k cho em giá xả kho đấy các chị nhá. Chứ còn con này ngoài thị trường các chị không thể mua 110k đâu. Bởi vì cái mã cái giá con này 110k đấy. Là giá em chưa sản xuất được ra đâu các chị ạ. Giá em chưa sản xuất được ra chưa. Các chị nhìn giúp em một phát này. Đây này. Đây là tên của em này. Thương hiệu của em là Nguyễn Hà này. Cái tem mát này cũng là của em luôn các chị nhá. Không phải em nhập về em bán cho các chị đâu ạ. Con này là em tự sản xuất ra đấy các chị ạ. Em tự đặt xưởng để làm ra những cái con này luôn đấy. Đấy. Bao đẹp bao xinh cho em luôn các chị nhá. Bao mát và bao trẻ trung bao đáng yêu luôn này. Lên con này cho em với giá đó là 110k giúp em. Đấy. À, cái chị Hà mặc còn màu xanh nhá. Cái chị Hà mặc còn màu xanh. Em chốt váy 110 cho chị Hương Trang Quỳnh và chị Thiên Trang ạ. Rồi ok, lên con này cho em này. Đấy. Quá xinh luôn, nó như em mặc đây. Bạn này thực ra ngực bạn ấy hơi lép một xíu. Nếu như chị nào mà mình có ngực lên ấy mặc cực kỳ xinh cho em. Con váy em đang mặc còn có màu xanh nữa mọi người nhá. Đấy. Lên con này cho em 110k. Nói luôn, ngực hơi lép một tí nhá. Ngực hơi lép một tí. Cái chị Hà đang mặc là mã 99k. Các chị mà đặt màu xanh thì lên 99k màu xanh giúp em ạ. 99.000 màu xanh cho em nhá. Ai mà lấy váy em đang mặc thì lên với em với giá 99.000. Hết em mua 250 em ơi. Hôm nay chị xả kho cho em nhá. Cái gì? Vãi trưởng với chị. Em nói luôn là hôm nay em trả cái con váy người lớn đi. Em không làm hàng người lớn nữa các chị ơi. Đợt tới là em sẽ tập trung tất cả vào trẻ con thôi. Em không đủ nhiệt huyết làm người lớn. Ok chưa nào? Bác nào lấy mã này lên cho em với giá đó là
váy đỏ nhá, hoặc là váy 110k kèm cân giúp em. Size từ size 60 cân quay về cho em, từ S đến XL nhá. Từ S đến XL cho em 60 cân quay về. Các chị ơi, bình thường con này mình mua ngoài kia sẽ phải là 200 mấy, 300 mấy cho em. Ngày hôm nay là giá em xả kho là có 110 ngàn thôi. Thật sự các bác luôn, giá em xả kho 110 ngàn này đấy là em chưa có sản xuất được ra các chị ạ. Nhưng mà em dọn kho các chị ơi. Chị toàn bán đắt cho em, ôi dồi ôi em ơi. Các chị thông cảm ạ, hôm nay cuối tháng này chị em định bung lụa đấy ạ. Con này là con xả kho mọi người nhá. Con này là con xả kho mọi người ơi. Váy người lớn, tất cả các mã mà mọi người mua nhà em ngày hôm nay đều là với những cái giá này em Hà chưa sản xuất được ra đâu các chị nhá. Tự nhiên mất tiền rồi, thế mặc bao nhiêu lần rồi mà tự nhiên mất tiền. Thế mà chị không nói nhỏ với em. Đấy, cũng là định xây dựng cái thương hiệu người lớn ấy, nhưng mà không đủ nhiệt huyết nên là xả kho thôi. Bác nào mua trước phải thông cảm dùm em nhá. Đừng giận làm gì cho nó mất vui ra, phải vui lên nhá. Rồi lên con này cho em với chị ơi nhá. Em ngoái như con sâu đo không? Ngoái vừa thôi, ngoái vừa thôi. Mẫu của cô ơi, ngoái như con sâu đo luôn. Lên con này cho em nhá, váy đỏ. Váy đỏ. Cái gì? Mua thêm cái nữa cho hết giận chị Hoa. Mới một lần Trần Hoa. Thế thì mua thêm một cái ngay ngày hôm nay cho hết giận, ok chưa? Lên cho em nhá. Size 60 cân quay về, từ size S đến size XL 60 cân quay về cho em thì có size ok này các chị ạ. Đấy. Chị làm bên mình mặc size gì thì hãy để lại cân để em tư vấn cho chị nhá. Rồi lên con đỏ này cho em ngay, lên 110 nghìn đồng. 200 mấy, 300 mấy đây xài 100 nghìn đồng cho em rồi. Có mẫu đen. Đấy. Mình xem váy 99k màu xanh. Đây. Váy 99k màu xanh đây. Trời ơi. Váy 99k là váy em mặc đây nhá các bác ơi. Ok chưa nào? Đừng có lo nó bị hở, có hở tí nào không? Đây, các chị nhìn thấy giúp em nó có hở không ạ? À? Đấy. Ok chưa? Đây là hoa xanh này. Đây là hoa nhí màu xanh cho em nhá. 63 cân không vừa rồi chị ơi. Váy này nhà em chỉ có 60 cân quay về thôi. Em vẫn còn nguyên mác 5 mẫu của chị cơ. À thế à? Trời ơi, vẫn còn nguyên mác thì để mặc dần dần nha em nhá. Rồi lên con hoa xanh này này, ok chưa nào? Con này là hoa hồng. Chị nào thích lấy lên hoa hồng, lên hoa hồng cho em. Chị nào lấy lên hoa xanh cho em. Thực sự em nói với chị luôn này, cái con váy này 99.000 ấy, em chưa sản xuất được ra đâu các chị ạ. Em sản xuất ra con váy này nó đã là trăm mấy, gần 200 ngàn rồi. Đấy. Nhưng mà nói thật sự các chị ơi, xả kho như các chị nhá. Xả rồi. Đấy. Không nói đến lỗ lãi nữa, coi như em may váy tặng cho chị thôi. Coi như em may váy tặng cho chị thôi. Đấy. Bác nào lấy 99k lên 99k kèm xanh giúp em này. Ok chưa nào? Đấy. Xanh với hồng cho em, con này mặc cực xinh. Đấy, xanh với hồng cho em với chị nhá. Chỉnh lại đi, ôi sao không kiểu gì đi cục vậy? Hai đứa mặc với nhau mà không biết tự chỉnh lại cho nhau chỉ. À? Đây. Rồi ok. Tiếp theo lên má này cho em này. À, 68 cân em không có ạ. Em mặc được không? Em mặc được chứ. Cái con váy cứ từ size S đến size rồi 99k cho Sen Nguyễn này, hoa hồng này ok luôn này. Đấy. Chị Nguyễn Sen lên cân giúp em ạ. Sen Nguyễn lên cân nhá. Người đẹp với Sen Nguyễn lên cân. Còn tiếp theo con này bánh bèo dã man luôn. Các chị nhìn giúp em một phát. Con này bánh bèo dã man luôn. Và tất cả những mã ngày hôm nay em xả các chị siêu rẻ luôn con này. Rồi con này cũng có size từ size S này. Từ size S trở lên các chị nhá. Đến size XL cho em này. Chất đẹp. Thì các chị mua bằng. Cái gì mà không mua. Quá rẻ luôn. Đấy. Em mặc thì em phải chỉnh nó cổ lại chứ. Ô trong nhà vệ sinh có gương mà. Trời đất ơi, chịu chết luôn. Cái chị nhìn này, bánh bèo dã man luôn con này. Đấy. Rồi ánh nhiệt này, hoa hồng 53 cân rồi ok này. Có cái là cái cúc ngực không chị á? Cái cúc ngực nhà chị không có, 56 cân. À em 56 cân thì bên nhà chị sẽ mặc form XL nhá, xem Nguyễn nhá. Rồi. Váy hoa hồng 99k, size M rồi ok Hoàng Anh này. Đấy. Hoa hồng hoa xanh. Hoa hồng là hoa em mặc này, hoa xanh là hoa kia chị nhá. Rồi tiếp theo lên con này cho em này. Có gì nhìn đứng có ngưỡng. Các chị nhìn bánh bèo không? Hai bên làm hai cái lơ này, ok chưa này. Đây là màu hồng cho em. Còn đây màu xanh. Con xanh này em mà mặc lên cũng xinh lắm luôn các chị này. Đấy, con xanh em mà mặc lên cũng xinh lắm luôn. Con xanh này cũng thế nhá các chị ơi. Và hôm nay các chị ơi, thôi không nói nhiều nữa. Xả con váy cho các chị tất cả với giá đó là 115.000 cho em. Tất cả những cái mã ngày hôm nay là mã xả kho hết các chị nhá. Xả cực kỳ lỗ vốn cho em. Tất cả những cái mã này xả kho em chưa sản xuất được ra luôn các chị ạ. Ok chưa nào? Đấy lên con này cho em này. 115k kèm cân, có hồng và xanh cho em. Tay này các chị nhìn tay này. Đấy. Và đây. Lơ này, lơ bên hông đính ngọc cho em này. Cái con màu xanh này vào lai nó không được bắt lai. Nó không đúng màu, cái con màu xanh ngọc này của em bên ngoài cực kỳ đẹp luôn cho em. Rồi, lên con váy này cho em nhá. Rồi đánh đèo dã man luôn các chị ơi. Đấy. Ôi, trời ơi, 500.000 vào đây các chị ơi, 5 cái váy chứ. Các chị nhìn giúp em một cái có xinh không ạ? Đấy.
xinh tuyệt vời là xinh luôn cho em các chị nhá. Lên con máy cho em 115.000 đồng. 115.000 đồng cho em bao giá là không ở đâu có được, bởi vì giá này là em tự sản xuất ra các chị nhá, giá em chưa làm được ra luôn đấy. Lên con này cho em, đây lại ngược thì ấy là bụng thì ướt ra mẫu hồi chưa chuyên nghiệp rồi. Lên con này cho em các chị nhá, 115.000 cho em. Lên mã này cho em 115.000 này đấy, hồng và xanh em. Không hiểu sao bạn này bạn mặc còn không đẹp bằng em luôn ấy. Bụng hót vào. À bụng đừng ưỡn ra. Đấy. Đúng rồi, ok. Đấy, như thế đẹp hơn đấy. Rồi. Lên con này cho em các chị nhá. Rồi. Rẻ đẹp mà, nó quá rẻ luôn. Giá này giá xả kho luôn rồi ạ. Chị Trần Hoa ơi, quất thêm mấy con nữa đi. Đấy, lên con đấy cho em. Cố em vào thay cho chị con này đi. Con hoa này đi. Rồi. Con này sẽ bắn cho các chị hết luôn. Ai lấy mã nào lên mã đấy luôn. Đấy. Con hoa này thì rực rỡ mùa hè luôn đây này. F này. Mày mặc F đi, chị mặc M cho. Chị Hoa ơi, mua thêm đi, mua tặng cô Di tỷ muội. Đấy. Mua về mà tặng. 500k em mua được 2 cái, lay chắc mua được 5 cái, đúng rồi. 500k ngày em mua được 5 cái cho em luôn. Chứ chị nhìn cái này con hoa của nó này. Trời ơi, con này thì nó quá nằm mát và quá đẹp cho em. Không hay không, mày hộ chị kéo khóa cái. Các chị chưa? Biết rồi. Chị Hồng, em Hồng cho vay tiền hả? Đúng rồi. Mẹ Hồng nó cho mọi người vay tiền nhá. Mọi người cứ đạp đi. Mẹ Hồng nó cho mọi người vay tiền đấy. Rồi ok với chị luôn nhá. Mà nói chuyện với chị đi. Chờ em một xíu. Thay mẫu qua mẫu các bác luôn. Các chị đi. Chờ chị em một tí ạ. Để chị em biến hình ạ. Rồi coi em vào thay váy được 2 đứa kia làm gì. Lên cái váy xanh tay cầm đi ạ. Chị ơi, chị chờ trong chốc lát nha. Tí nó lên. Chị em sẽ lên từ từ, lên hết các mẫu đấy ạ. Đây. Đây, con này có chút co giãn này. Ai thích mặc co giãn thì lên con hoa này nhá. Con hoa này xinh lắm luôn. Ok. Các chị nghe thấy gì không? Con hoa này xinh lắm luôn cho em này. Các chị nhìn đúng không ạ? Đấy. Giật cả mình đúng không? Đây là cổ chữ V nhá. Chị làm một ngực đầy mình mặc con này cho em. Bác nào mà không thích hở như này thì mình có thể đính cho em một cái cúc ở đây, ok chưa? Đấy. Tay bồng cho em này, được chưa nào các chị ạ? Đấy, lên con này cho em này. Nó lép, nó không thể tăng như chị Hà. Ok chưa nào các chị ơi? Đấy. Lên con này cho em, bán đang mặc là hoa hồng. Còn em đang mặc là hoa vàng. Con này nó nhím bèo đây luôn các chị nhá. Đấy, xanh cải hoa vàng đang để bàn kia. Rồi, tí chị lên. Con đấy thì nó còn có 2 con thôi, ok chưa nào các bác ơi? Đấy. Tất cả các mã này nên con hoa này cho em ngày nay bao nhiêu tiền ạ? Tặng các bác con hoa này ngày mai với giá đó là 120.000 cho em các chị nhá. 120.000 cho em, chứ có co giãn các chị ạ, chứ có co giãn cho em mà các chị ơi, con này mặc eo giãn man luôn này các chị này. Lên váy con hoa giúp em. Có size XL. Mã này là từ 60 cân quay về cho em. Mã này sẽ cũng có size 60 cân quay về cho em, ok các chị ơi. Đấy, 60 ký quay về cho em nhá. Con này có size từ size S đến size XL, 60 ký quay về. Lên váy hoa cho em. Váy hoa cho em 120.000 ngày hôm nay các chị nhìn em mặc đây ạ. Tố các chị ơi, mặc chất lên người nhẹ tinh luôn cho em và có độ co giãn này, ok chưa nào? Chất vải này nó có chất thun. Con này có chất thun bởi vì con này làm dáng body nên là nó có chất thun, các chị nhìn không ạ? Các chị nhìn không? Đây này. Nó che cái bụng mỡ cho mình rất là tốt, ok chưa? Em rất là béo luôn đấy. Em rất là béo luôn đấy. Nó che bụng mỡ cho mình rất là tốt này. Các chị nhìn không? Body em không có nhưng mà con máy làm nhìn thấy body không? Đấy. Nhìn thấy body hơi căng luôn con này. Đấy, nên con này có che dáng rất là tuyệt vời. Cái phần này này các chị nhìn không? Nó có một cái chị Thiên Trang lên số cân cho em nhá. Nó có một cái phần đai này, phân cái bản này của mình ra, ok rồi. Đấy, dưới thì là body cho em. Được chưa? Là nhà em làm nhún này, body nhún. Chất này có thun có giãn một chút cho em. Còn trên này cho em siết ly lên, ngực làm sẽ cho làm cho mình đầy lên này các chị này. Ngực sẽ làm cho mình đầy lên. Đấy, ngực sẽ làm đầy lên cho em. Nhân hoa cho em. Hoa vàng hoa hồng. Em ơi lên đây. Em chốt hoa vàng cho chị bò cạp ạ. Chị Thiên Trang lên cân giúp em nhé. Hoa hồng cho em. Ok chưa nào? Mặc con này body cực chuẩn luôn cho em các chị nhá. 120.000 thôi, giá xả kho cho em. Lên váy hoa cho em. Bác nào thích lấy hoa hồng lên hoa hồng cho em. Bác nào thích lấy hoa vàng lên hoa vàng cho em. Con này mặc cực mát các chị nhá. Mặc cực mát mà cực dễ chịu cho em. Váy này các chị nói chung lại là mét 7 con này vẫn mặc được. Được chưa ạ? Đấy. Mét 7 con này vẫn mặc được cho em. Đấy. Chị nào mét 7 vẫn mặc ok cho em bởi vì nhà em có một mẫu mét 7 mặc con này rồi, rất là xinh luôn cho em. Đấy. Nên mã này cho em này hoa. Các chị đèn từ size S đến size XL cho em, 60 ký quay về cho em thì nó ok. Đấy, lên hoa giúp em. Em rất là béo luôn, em mặc size M các chị nhá. Em mặc size M này em rất là béo luôn các chị nhá. Chứ nhìn em body không ạ? Đấy. Trời ơi, con này này,
dấu bụng cực tốt các bác nhá, dấu bụng cực tốt cho em vòng eo này. Đấy. Em rất là to nhưng em mặc con này lên này, các chị nhìn không? Tay bồng rất là trẻ các chị luôn nhá, chất thun này, sướng luôn này. Em cao 1m58 em vẫn cao hơn chị rất là nhiều. Em nhìn chị mặc cái này. Ok chưa các chị nhìn em mặc này. Các chị biết em cao mét bao nhiêu? Rồi, em cao chưa đến 1m55 luôn các bác ơi. Mà em mặc còn xinh như thế này thì đừng nói gì cao 1m58 nhá, không lùn một tí nào luôn. Em à chưa cao đến 1m55 đâu các chị nhá, em chưa cao 1m55 đâu. Đấy, các chị nhìn em mặc không ạ? Đấy, quá xinh luôn cho em đấy nhá. 1m58 thì chuẩn đẹp luôn em ạ, chị còn chưa đến 1m55 luôn đây này. Mà nhìn chị mặc còn xinh như này. Thế thì em mặc con này sẽ đến đầu gối thì còn xinh hơn, ok chưa nào? Đấy lên con này cho em nhá, 120.000 đồng. Hoa vàng và hoa hồng cho em. Hoa vàng và hoa hồng cho em. Trời ơi các chị ơi, đẹp không? Đấy, yêu ơi. Mùa hè mặc con này nhá các bác ơi này, đi chơi đi cà phê cũng được nhá. Đi làm cũng được cho em này, ok chưa nào? Con này nó đa tác dụng luôn. Đi làm được, đi chơi được, đi cà phê cà pháo được, đi biển được. Hoa mà. Trời ơi con này đi biển thì sao? Ôm gốc dừa đứng chụp ảnh. Quá xinh cho em nhá, lên con này xem. Đấy. Quá phê luôn được chưa? 120.000 cho em với chị này. Đấy, 120.000 cho em, xinh lắm. Rồi qua mẫu đi em. Hoa hồng và hoa vàng nha, bác lấy hoa nào thì lên. Rồi lên tiếp con này cho em còn hai con em tặng các chị. Ai cơ em mặc vừa này. Size M. Ôi chị mặc con này nữa thì nó ngộn lên lắm em ạ. Em còn hai con này thôi, size M. Con này em xin phép không mặc mẫu. Con này em còn hai con đấy các chị nhá. Ở đây nó có đệm này. Ở đây nó có đệm cho em. Đấy, ở đây nó có đệm cho em rồi các chị này. Đấy. Trời ơi cực kỳ xinh cho em, con này chất thô. Hai bên túi có. Hai bên có túi cho em các chị nhìn không ạ? Đấy. Hai bên có túi cho em, ok chưa này? Đấy. Còn hai con này size M cuối cùng. Hôm nay em xả kho tặng các chị con này với giá đó là 100.000 cho em. Lên con này cho em nhá, hoa xanh đi. Hoa xanh còn hai con cuối cùng thôi, xả các bác 100.000 đồng. Con này bao xinh luôn cho em. Trời ơi mát lắm luôn các chị ơi. 100.000 cho em nhá, 100.000 cho em. Ôi còn có hai con thôi nên chị không. Chị Hoa Vũ ơi, mặc con này đi đẹp lắm. Trần Hoa. Hoa Vũ không mặc được. Chị Trần Hoa mới mặc được. Vào Trần Hoa thì mặc được nhưng Hoa Vũ này không mặc được. Con này xanh mờ. Đấy. Trời ơi không chốt con này thì chốt con nào bây giờ. Đấy con này xinh cực kỳ luôn các chị ơi. Đấy. Có đệm ngực ở đây cho em, ok chưa này. Chế vai, ôi. Con này á, thật sự em mặc lên thì lại chết ngất luôn các chị ơi. Chế lải như này cũng xinh, ngọc ngang này cũng xinh này. Mà mặc lên như này cho em cũng đẹp tuyệt vời trong mặt trời cho em, ok chưa nào. Đấy, trời ơi. Xinh lắm luôn các chị nha, xinh lắm luôn. Size L. Quá ôi, cái, con này không mặc được. Cái vải của nó sờ á, mềm mịn mà cảm giác như kiểu là mặc như không mặc ấy. Đây được rồi, mặc cho mọi người xem. Rồi chị đấy. Vào đi. Vào đi, chỉnh lại cái dây đi, ra gương đi, chỉnh lại cái dây cổ đi. Chết dở không được chứ. Còn hai con thôi, con này còn hai con thôi, thực sự mọi người luôn cái giá này. Ăn hai bát phở để hết bố nó rồi. Có con gái mặc đẹp tuyệt vời mông ngoài trời luôn. Còn hai con cuối cùng ngày hôm nay thôi. Hai con xinh lắm. Cứ đứng đây đi. Đây. Thế nào? Con váy xanh này không mua thì mua gì? Ba xanh 55 cân vừa bao xinh luôn Khánh Ngọc nhá. Đấy. Con này không mua để mặc mua con gì? Trời ơi con này mặc này, các bà ơi nhìn này. Đùa tôi có khi cũng để lại một cái là mặc mất thôi. Thật đấy nhở? Để mà lên like xinh của xưa mà nhẹ ơi nhẹ luôn ý. Ừ nhẹ tinh luôn. Mà con này không như không mặc gì luôn các bác nhá. 100.000 cho em. Đấy chưa? Đùa em mà vừa chết với em. À, cái gì nhìn giúp em cái. 55 cân ok thoải mái, quay lại thì vừa cho em. Nói chung này là con này sẽ rơi vào từ lầm tầm 50kg đến 55kg thì vừa các chị nhá. 50kg, 55kg thì vừa, 60kg không mặc được con này, 60kg con này không mặc được đây mọi người nhìn nhá. Em chế lại cho các bác xem. Rồi các chị ơi, để không xinh quá luôn ý. Rồi con này chất thô của nó, mát dã man luôn các chị ơi. Đấy, có 100.000 thôi. Con này em xả kho đó các chị ơi, con này em nhập vào nó 100 mấy luôn rồi. Đấy, con này em nhập vào 100 mấy luôn rồi. Nhìn em mặc chế lại này có xinh không ạ? Đấy, cực đẹp luôn cho em. Con này giấu bụng cực tốt, các chị nhìn có nhìn thấy phần bụng của em không? Con này giấu bụng cực tốt luôn cho em, được chưa nào? Đấy, lên con này cho em nhá. 100k, còn hai con cuối cùng xả khói 100.000 cho em. Có túi bên hông này các chị ạ, ok chưa nào? Có túi bên hông này cho em nhá, 100.000 đồng. Đẹp nhỉ? Vừa đẹp vừa mát, mặc dễ chịu.
mặc dễ chịu cho em. Đấy, vừa đẹp vừa mát mặc dễ chịu cho em con này. Đây này, các chị ơi, nó có mút ngực này, đẩy ngực mình rất là tốt cho em con này. Đấy, lên con này cho em này 100.000 đồng. Tầm từ 50 cân đến tầm 55 cân quay về thì ok. Đấy, quá xinh luôn. Con này cũng xinh. Đấy, không mặc được tiếc con này luôn đấy nhá. Xem con này là xem gì nào. Đấy, không mặc được tiếc luôn đấy nhá các chị nhá. Đấy, em chốt hoa xanh cho chị Nguyễn Thánh Ngọc ạ. Rồi, Nguyễn Ngọc một con đi. Đấy, còn một con các chị ơi, còn một con ai chốt thì chốt luôn nhá, không chốt thì em lại để lại mặc bây giờ. Trời ơi, mặc này sexy quá, chồng em về nó lại chỉ em chết. Rồi, ok, 48 cân con này không mặc được. Xin Trang ơi, 48 cân con này rộng lắm em ơi, con này phải 50 ký trở lên mới mặc được. 48 cân con này thì hơi rộng. Toàn là chồng bông, đừng có nói. Lượn đi em. Mày biết tại sao mày thua chị Hà không? Bởi vì mày chưa có chồng chưa có con nên ngực nó chưa tấn công, mông nó chưa phòng thủ. Thôi đừng có nói chuyện tào lao. Vừa bảo không được nhăn nhở rồi mà lại quên rồi lại nhăn nhở rồi. Lên tiếp con này. Con này thì Elizabeth dã man luôn. Con này thì mà nó là mẫu đắt siêu đắt luôn này mọi người này. Ok chưa nào? Đấy, mẫu mặc váy hồng cao bao nhiêu? Bạn em mét 6 các chị ơi. Bạn em mét 6. Nhưng mà các chị nhìn đi, các chị yên tâm đi, con này 1m50 trở lên là mặc được rồi, ok chưa nào? Đấy, em thiết kế con này nó hơi bị làm là cái kiểu là Elizabeth luôn đấy các bạn ơi. Chị ơi, con này 57 cân chưa? 57 cân không mặc được con đấy đâu, bọ cạp ơi. Con đấy chỉ 55 cân quay về thôi. 57 cân chị thằng mặc hơi căng, bởi vì con đấy chị Hà 52 cân, chị Hà 52 cân, chị Hà mặc con đấy cảm thấy nó thoải mái thì là chỉ đến tầm 55 cân thôi. Rồi này, mẫu này em lấy đi đẹp lắm đúng không? Mẫu này thì cực xinh luôn cho em. Mặc con này nhẹ như tơ, nó là chất tơ các bác nhá. Con váy này là chất tơ cho em, mặc con váy này nhẹ như không luôn. Các chị nhìn giúp em một cái ạ. Đây ạ, con váy tơ của em đây. Trời ơi các bác ơi, mặc con váy này nó nhẹ như không luôn cho em nhá. Nhìn đây ạ. Đấy, em cao chưa đến 1m55 đâu các chị nhá. Em cao chưa đến 1m55 mà các chị nhìn em mặc đã xinh như này rồi. Các chị mà còn cao thêm một tí, các chị mặc con này còn xinh hơn cho em, ok chưa nào? Đấy, quá đẹp luôn. Màu em mặc là màu xanh. Đây là các chị nhìn đâu, cổ em làm đây và con đính hạt ngọc ở đây, ok chưa nào? Đấy, mặc như không mặc chuẩn luôn, con này là mặc như không mặc luôn này. Đấy, mặc như không mặc luôn, ok chưa? Đấy, ngày hôm nay con váy này siêu mắc. Con váy này em sản xuất ra, con váy này nó đã là 230 ngàn. Con váy này em sản xuất ra nó là 220 ngàn thì đúng. Đấy, ngày hôm nay em xả coi hết con váy này 150 ngàn. Bác nào không mua con này thực sự tiếc cho em, bởi vì con này nó là chất tơ các chị nhá. Con này làm nó là chất tơ cho em, chất tơ em phối gen xanh này các chị này, chất tơ em phối gen xanh cho em các chị nhìn thôi. Đấy, các chị nhìn cái chất tơ của nó này, con tơ này mặc nhẹ tinh luôn, mặc như không mặc luôn, từ size S đến size XL cho em nhá. Đấy, size S đến size XL cho em đến tầm mà 60 cân quay về bán mặc màu hồng cho em đi lui lại cho các chị xem màu hồng. Đấy, ok chưa này? Đấy, màu hồng cho em nhá, màu hồng màu xanh. Chị nhìn này, bạn em mét 6 là bạn nhìn đứng với em nó chênh nhau nhiều, em chưa đến 1m55 đâu, ok chưa nào? Đấy, lên con này cho em nhá, mặc nhẹ như không mặc gì luôn các chị ơi, mát lắm luôn, dễ chịu thoải mái cực kỳ luôn. Con này em cũng có trong tủ đồ của em ấy, con này cũng có trong tủ đồ của em này, ok chưa nào? Đấy, lên con váy này cho em nhá, 150k, váy 150k kèm cân giúp em, váy tơ. Cái dòng này mà 150.000 em nói thật sự các bác luôn, em thề em chưa sản xuất được ra luôn. Cái giá 150.000 em xả các chị là em thề là em chưa sản xuất được ra luôn các chị ơi. Đấy, lên con này cho em, bởi vì con này nó là tơ nó hai lớp cho em này, tơ nó hai lớp cho em, có lớp lót bên trong, ok các chị ơi, có lớp lót bên trong cho em. Đấy, nó là tơ nó phải có hai lớp các chị ạ, nó mỏng tang như này luôn mà. Đó, cực nhẹ cực mát cho em, nên con này cho em cho 150k, váy tơ 150k kèm cân giúp nhé. Trời ơi, từ size S đến size XL cho em 60 ký quay về, 40 ký đến 60 ký thì vừa. Đấy, lên con này cho em 150.000 đồng, bao mát luôn, mặc đi học được, à quên, mặc đi làm được, mặc đi chơi được. Màu xanh 57 cân vừa không chị? Có size em ơi, con này màu xanh nào? Nếu mà má này thì là có size mặc vừa nhá, má này có size từ 40 cân à, từ size S đến size XL 60 cân quay về là có size. Đấy, má này màu với màu xanh cho em, ok chưa nào? Rồi, con này mặc đúng như không mặc gì luôn đấy các bác ơi, mặc con này chuẩn như là không mặc gì luôn. Đấy, rồi, ok các chị nhá. Đấy, ai lấy con này lên cho em qua mẫu đi em. Còn một set này mặc các chị này. Trời ơi, một set Quảng Châu này em hàng cũng mặc set này đây. Set này em cũng nhập vào siêu mắc rồi. Còn một con size M, tay mờ đúng tay của em luôn đây này. Màu hồng nữa. Đấy, màu hồng nữa. Rồi, còn một set hoa này cho em. Màu hồng nữa. Đẹp dã man luôn này các chị ạ. À. Đấy. Còn một set hoa này cho em, bao đẹp luôn này.
Ôi, 72 cân không vừa. Ờ, ok em lấy cái này cho em nữa. Rồi ok em. Em cho em bà chị màu xanh đi. Chân váy này đấy chị này. Chân váy cho em con này em mặc đẹp lắm. Đấy, mà một set thôi. Còn một set size M đằng sau là lưng chun cho em với chị nha, đóng thùng giúp em. Con này đóng thùng giúp em, con này mặc cực kỳ xinh đó chị ạ, đóng thùng giúp em. Em chốt váy tơ hồng với chị tùy cao ạ. Rồi, cho Hoa Vũ, cho Hoa Vũ cho em váy hồng size M rồi ok em này. Rồi váy tơ cho tùy cao ok luôn này. Đấy. Ai lấy mã nào thì lên váy tơ cho em. Còn một set này cho em. Trời ơi các chị ơi, tất cả những cái mã váy người lớn nào hôm nay nhà em xả kho thanh lý được các chị ạ. Đấy. Em không làm hàng người lớn em xả kho thanh lý rồi. Con này mặc cực chảnh cho em nha, còn một set cuối cùng. Size M cho em. Con này cho tầm 55 cân quay về. Con này tầm từ con này từ 48 cân đến 53 cân. 48 cân đến 53 cân cho em thì vừa cái set này các chị này. Cái set này em nhập vào là 250.000 rồi. Rồi ok, chị biết là không phải em rồi. Cái set này em nhập vào 250.000 rồi. Hôm nay em xả hết cho chị set này 150. 250 này, em xả cho chị 150. Chị làm từ 48 cân đến tầm 53 cân thì chốt nhanh set này. Set này em hàng mặc chảnh lắm luôn. Cái này em mặc cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Còn một set cuối cùng thôi. Đấy, em nhập vào 250 rồi. Hôm nay dọn kho cho em này. Xả các chị còn bao nhiêu tiền ạ? 150.000 thôi, chốt nhanh con này cho em nhá. Đến xe hoa cho em. Xe hoa cho em. Sao cứ nói đi nói lại thế chị nghĩ là sao nhỉ? Hả? Sao cứ nói đi nói lại là chứ là làm sao? Là như thế nào ở Minh Việt đây? À Minh Việt ơi. Rồi lên con xe hoa cho em nhá, còn một set cuối cùng. Rồi, 53 cân chốt con này cho anh Việt này. Cái set hoa đẹp lắm. Thôi bỏ qua đi bà Hồng ơi. Nào đi chị thay con này. Tiếp theo lên mã này cho em. Đẹp chưa? Rồi. Đang bán đồ trẻ con rồi tự nhiên bán đồ người lớn nó cứ sao sao nhỉ? Nó cứ sao sao luôn ấy mọi người ơi. Chưa quen. Rồi lên tiếp mã này nhá các chị em mình ơi. Trời ơi đấy các chị nhìn mẫu nhà em mặc màu đỏ kìa. Xinh chưa? Đấy. Quá xinh luôn cho em các chị ơi. Nào, kéo lên các chị kìa. Chị Thu Hồng ơi, cái váy hoa vừa nãy là 150.000 ạ. Ôi trời ơi. Cái đùa con này không mặc thì biết mặc con gì. Ê ơi. Đùa đâu nhỉ? Mã này không mặc biết mặc má gì đây? Mã này lép thì sẽ thành căng. Ôi. Mà căng thì càng tròn. Các chị nhìn này. Vòng eo xếp ly này. Giấu bụng cho em này. Đấy. Trời ơi các chị nhìn này. Đấy. Bánh bèo dã man chưa các bà ơi. Yêu ơi con này mặc đi ăn cưới cũng đẹp này. Mặc đi chơi cũng đẹp cho em này. Ok chưa nào? Ui em mập tròn hú luôn này. Mà em mặc còn xinh như này các bác ơi. Đấy. Ok chưa nào? Tay đính ngọc rồi. Ô con này chưa nà. Con này chưa là tay đây. Đấy. Rồi váy tơ trong Khánh Ngọc 55 cân ok chị luôn này. Đấy lên váy tơ Khánh Ngọc. Ê ơi con này chưa là luôn ấy, Quỳnh Mê Hồng ơi. Xinh chưa? Chốt loa cho em rồi anh Nguyệt nhá. Đấy. Bạn ấy mặc đỏ cho em này các chị ơi. Đấy. Bạn này mặc đỏ. Ê ơi đấy, các chị nhìn không? Ngực con này ai mà đầy đầy ngực một tí mặc đấy nó đẩy một cho các chị dã man luôn cho em con này. Còn rất là giấu bụng luôn đúng không ạ? Rất là giấu bụng luôn cho em. Đấy. Cực kỳ xinh. Con này cũng có size từ S đến size XL cho em, 60kg quay về cho em thì ok. Hôm nay xả con máy cho các chị ngày hôm nay với giá đó là 130.000 các chị nhá. Xả kho hết 130.000. Tất cả những cái giá 130.000 này em Hà chưa sản xuất được đâu các chị ơi. Giá này giá thanh lý các chị ạ. Giá thanh lý thế là các chị nhìn xinh không? Đấy. Ơi này. Quá chảnh luôn cho em được chưa? Quá đẹp luôn các chị ơi. Chốt con này đi. Con này nó cũng có một chút gọi là hơi thoải mái nhá các chị nhá. Ý là một chút vải nó. Nói chung mặc con này rất là thoải mái luôn ấy, không vấn đề gì luôn này. Ok chưa nào? Đấy lên con này cho em. Rồi chảnh quá các chị ơi, chảnh quá các chị ơi. Ok chưa? Đấy, tà đây. Rồi. Phát đánh được không quá đúng không? Phát đánh được không quá. Rồi ok cho chị Vương Thái Ngọc rồi. Em đổi mẫu đầu sang mẫu này chị nhé. Mẫu màu của chị mặc. Rồi ok Phương Thủy. Rồi còn mẫu này chị ấy. Rồi ok Phương Thủy đấy. Ê ơi quá bèo luôn mọi người ơi, chốt nhanh đi ạ. Trời ơi cái chị ơi đi hở thế nào không ạ? Không hở tí nào luôn. Có mẫu của bé. Trời ơi chất này à? Chất này nó là cái chất gì nhỉ?
chị Ánh Nguyệt ơi, chốt cho chị rồi nhá. Cái này chất vải cát hàm. Cát hàm đúng không? Vâng, cái này là cát hàm. Cát hàm có một chút co giãn cho em con này. Có một chút co giãn con này cho em nhá. Chị ơi đổi con hoa vàng sang con màu hồng chị nhé. Rồi. Thấy không? Đẹp không? Ê, con màu đỏ cũng rất là xinh luôn các bác ơi. Con màu đỏ cũng rất là xinh luôn cho em nhá. Đỏ hồng đều đẹp cho em, ok chưa nào? Đỏ hồng đều đẹp cho em nhá. Em ơi, xả co các chị rồi. Quá ok luôn cho em, được chưa? Nhìn cái tay này nhá, che bắp tay rất là tốt luôn. Mà cái tay này rất là trẻ. Này, bồng rất là trẻ cho em. Xả co đấy các chị ơi, giá này em mà chưa sản xuất được ra đâu ạ. À. Đấy, dã man chưa? Rồi, tùy cao váy đỏ lấy cho size bao nhiêu cân nào. Rồi, ok Phạm Phương này. Rồi, màu đỏ này cũng ok này. Đấy, màu đỏ cũng đẹp, màu hồng đẹp luôn. Anh lấy màu nào lên màu đấy luôn này. Đấy, rồi ok cho Hưng Trang Quỳnh váy hồng này. Con này quá xinh đúng không ạ? Đấy, rồi. Ngực ai mà không được đầy lắm mặc con này ngực sẽ đầy lên cho em. Và cái vòng bụng này nó giấu bụng cực kỳ tốt cho em. Phần bên dưới xòe cho em này các chị này. Ok quá đẹp luôn này. Váy hồng size XL rồi, ok váy hồng size XL đấy. Quá đẹp luôn cho em. Rồi ok Nguyễn Nga này, váy đỏ 50 cân. Rồi Nguyễn Nga lên xuống thoại giùm em nhé chị ơi. Váy lên con này cho em, các bác để xuống thoại giúp em. Đẹp tuyệt vời mặt trời cho em được chưa ạ? Đấy. Em 53 cân, cao mấy 58 ok em luôn. Con này thực sự mọi người luôn, cứ 60 cân quay về cho em quá sai mặc được các chị nhá, 130 ngàn thôi. Mọi người nhận cái váy này sẽ cảm nhận cái hộp nhận đến đâu nhỉ? Cái hộp gì đâu? Cái hộp đấy chị đứng cái váy đâu? Các chị biết là em làm những cái dòng váy ấy, em còn phải xuất riêng ở cái hộp dành cho nó đó cơ các chị ạ. Bác nào mà mua cái con váy này của nhà em ấy thì chúng ta nhận được hàng, chúng ta sẽ nhận được con váy trong một cái hộp đàng hoàng. Hộp riêng của nó đàng hoàng, có dập cái logo thương hiệu của em đàng hoàng để các chị biết. Em chuẩn bị cho cái chương trình rất là công phu luôn. Nhưng mà đến cuối cùng ra chốt hạ mà là em lại không có đủ nhiệt huyết để làm người lớn. Chứ con này Covid nó xảy ra nữa đâm ra là đây các chị nhìn không ạ? Đây. Cái hộp của em đàng hoàng như này luôn này các chị này. Đấy. Có logo thương hiệu của em luôn đây này, hàng Nguyễn đây này. Đấy. Tên của em luôn đây này. Thấy chưa? Trời ơi quá đẹp luôn cho em con này. Em sẽ dùng ngược lại cho các chị sẽ đọc được tên của em luôn. Đấy. Đấy, mỗi chị này. Ôi xịn xò mà. Con này chị chuẩn bị rất là công phu luôn. Mọi người biết là em phải đặt bao nhiêu cái hộp cắt tông này không? Em tự đặt hộp cắt tông này để làm riêng những con váy này của em luôn đấy. Mà ngày hôm nay các chị ơi, em xả coi các chị cái giá mà em chưa phải xuất được ra luôn. Các chị nhận được váy sẽ trong hộp cho em đàng hoàng như này luôn, có tên của em luôn đấy này. Đấy. Mà với cái giá em còn chưa sản xuất được ra luôn các bác ạ. Đấy. Nó cầu kỳ như thế cơ mà, chứ có phải là nhập về bán chơi chơi đâu, nó rất là cầu kỳ cho em. Đấy. Tôi lên con váy này cho em nhá, 130 ngàn đồng. Đấy. Quá xin lỗi chị luôn. Rồi ok nè. Đây các chị ơi. Lên cái con báo này xả các chị đi. Con bo đi báo này. Con ba con đúng không? Ôi này. Ôi con bo đi báo này, em nhập con này là 240 này. Hôm nay em xả các bác con này 140. Em nhập con 24 rồi, hôm nay em xả 140 chị mua này. Con này là con nào là mớ nhỉ? Em đi. Con nào là mớ nhỉ? Vi phai cái gì mà vi phai? Con này là tay lở rồi. Đấy. Có bán hàng bé nhá, chờ một xíu lên hàng bé bây giờ. Xả coi cho các mẹ cái hàng người lớn này này, các chị nhìn con bo đi báo này không? Trời ơi, con này mặc cực kỳ tranh xả cho em. Úi giời ơi, con này cực đẹp luôn. Em nhập con này vào 240, hôm nay em xả cho chị con này 140.000. Rồi, váy hồng size M, ok Hoàng Ánh này. Đấy. Chẳng chịu tập trung vào cái vấn đề chốt đơn thì cứ hóng hay hết đây, khổ. Đấy. Nhìn mẫu mặc xinh quá chứ. Ôi em ơi, hai lốt mẫu người lớn này chuyển sang trẻ con. Phương ra chuẩn bị đồ trẻ con lên cây cho chị. Trời ơi, rất là cứ. Đấy là chị ơi, chờ một xíu nha. Em còn ba con báo này mặc các chị xem. Chốt nhanh đi ạ, 140.000 thôi. Em nhập vào 240 này, hôm nay lên chỉ có 140.000 thôi. Tội gì mà không mua. Đấy. Trời ơi, xinh quá luôn này các chị ơi. Lên con báo này cho em nhá. Sang chảnh luôn. Ôi. Con này có thun có giãn cho em này. Trời ơi con này chảnh quá các chị ơi, con này chảnh quá cho em, còn ba con cuối cùng. Con này quá chảnh cho em luôn này, còn ba con cuối cùng này các chị mình ơi. Nhìn body này các chị ơi, ôi con này mặc body dã man. Chị nào mà gầy hơn em một tí mặc con này body cực đẹp luôn cho em. Đấy. Bởi vì em cũng hơi mập một xíu. 140 ngàn thôi, chốt nhanh con body này cho em đi các chị ơi, 140 ngàn cho em các chị nhìn này. Con này em nhập vào 240 ngàn rồi đấy. Hôm nay còn 3 con cuối cùng nhá. Tặng các chị 140 ngàn cho em. Bên ngoài cho em là báo. Báo 140k kèm cân giúp nhà em này. Ok chưa nào? Em có size SML. Con này em còn 3 con. 3 con, một con S, một con M. Em đang mặc là size M này các chị này. Con đang mặc em size M này.
S, M và L cho em. À con máy kia, con máy đen đang mặn đó. Con máy này nó là hàng siêu cấp luôn này. Con máy này nhập vào là 900 mấy luôn rồi, gần 1 triệu rồi này. Đấy, con này cực kỳ xinh luôn, 900 mấy gần 1 triệu rồi. Chúng tôi em cũng xả mọi người hết luôn. Rồi ok, lên con báo này cho em mọi người nhá. Ê ôi, con này đẹp lắm mọi người ơi. Đấy. Con này chính ra cái kiểu nó phải mặc như này các chị này. Đấy. Chính ra con báo này mặc một kiểu trễ vai như này cho em. Ok chưa nào? Cực kỳ xinh cho em. Ôi giời, đẹp quá các chị ơi. Đấy. 140 ngàn cho em nhá. Chất co giãn ok chưa nào? Con này có co giãn cho em nhá. Con này có co giãn cho em này các chị này. Con này có co giãn. Báo này co giãn này. Báo này co giãn cho em nhá. Báo này co giãn cho em các chị nhìn không? Em mặc phát lỗ ôm eo ở đây luôn này, lỗ ôm cái vòng eo ở đây luôn này. Đấy, có co giãn cho em con này nhá. Con báo này có co giãn luôn này cho em này. Ok chưa này? Chị gì em? Mày đứng kia có thấy gió điều hòa mát không kìa? Có mà chị. Đóng cửa nhà vệ sinh chưa? Rồi ok, lên ngoài cho em nhá. 140 ngàn cho chị luôn này. Em sẽ chỉnh lại con này. Rồi ok, bây giờ em sẽ like váy các con các mẹ luôn nhá. Đây là chuyển sang đồ trẻ con luôn này các chị ơi. Ngày hôm nay em sẽ mờ tịt rồi à? Mờ rồi à? Mọi người ơi, có thấy sáng không ạ? À? Có mờ không các chị ơi? Có mờ không ạ? À? Con đen này còn mấy con nhỉ? Con đen này còn 3 con à? Sai chưa? Sai chưa? Trời ơi, con đen này chảnh lắm. Con này nhập vào 900 mấy rồi, hôm nay xả 500. Con này váy này, váy Quảng Châu xịn luôn đấy. Con váy này em nhập vào 900 mấy rồi, hôm nay xả các bác 500 này. Con báo này còn 3 con thôi, xả 140.000. Trời ơi, tay là size 40. Nhìn trong mát đây này. Đoạn hành ở dưới đấy này. Chị Ánh Việt thoát ra vào lại cho em nhé. 36 đưa ra 80. Trời ơi, con này nó lại chưa nà. Theo lại cho phai con to nhất. Ôi, mại hồn. Mại hồn các thánh luôn. Con này đẹp này mà không chốt 140.000. Trời ơi, giá xả kho. Trời ơi, bọn này đúng rồi. Chị ấy lém ra cho là thôi. Chẳng chịu xem sai gì cả. Mà con này đi thì cũng là quá chảnh luôn đây này. Con váy đen này có cả màu đỏ nữa nhá các chị nhá. Đây em lên con này cho mọi người. Ôi con này chảnh dã man. Con này em nhập vào 900 ngàn rồi này các chị ơi. Em lên xả cho các chị nhá. Kem ai mà thở được. Được. Gì mà không được. Cái này chị nhìn trước chị mặn một cái rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Con này nó chảnh lắm. Bò chuẩn bị đồ bé đi em. Chuẩn bị đồ nó với cây đi. Lô cây ra là chơi thôi. Ôi các chị ơi, em lên lúc con váy này nhá. Chị làm mỗi mua đồ cho con thì rồi. Ngày hôm nay cứ gọi là siêu rẻ cho em. Thì em cứ chị nhìn nữa mấy cục hàng to tướng nó đang về không. Mình kéo cái lớp lót bên trong. Lớp lót bên trong. Trời ơi, con này nó thật các bà luôn á, đi tiệc như gì nhá. Trời ơi, không đẹp, không xinh, không mấy tiền luôn. Bà nào mà mặc con này bảo là không sang thì không biết là mặc cái gì nó sang luôn ấy. Con này đi tiệc thì thôi luôn. Bữa rồi mình mặc cái áo dây này nó, áo con này nó. Trời ơi, xin chào tất cả các chị em nào hoa hậu. Cái gì nhỉ? Hoa hậu quỷ. À không, hoa hậu này hoa hậu quý bà. Xin chào tất cả các chị em đúng không? Quý bà, các chị ơi, con này mặc trễ vai một bên cho em như này các chị nhá. Ok chưa? Con này mặc trễ lại một bên cho em như này này các chị này. Đấy. Mà hôm nay em mặc cái áo này nó không được ấy lắm. Đấy các chị nhìn không? Úi giời, con này mặc lên nó body dã man chưa đấy các chị ơi. Đấy. Body dã man chưa? Đẹp chưa? Ôi ôi, con này không chảy, không xịn, không có tiền, cũng làm, còn cho con cấp khác, có màu đỏ nữa các chị này. Màu đỏ nô nữa cho em nhá. Có đen với đỏ nô này. Đấy.
con này nhà em còn SML. Đấy. SML cho em, SML này. Đấy. Nhẹ con này em nhập vào 900 mấy luôn đấy. Tất cả các shop người ta bán con này là 1,7,8 triệu một con luôn đấy chị ơi. Ngày nay xả hết 500.000 cho em nhá. Ngày nay em xả hết 500.000. Ok chưa? Đấy. Con này các chị bảo mặc tiệc mặc gì à? Có sành điệu không? Trời ơi con này dính là quá là quý phái luôn cho em nhá. Mà con này body đấy chị gì cả. Trời ơi quá chuẩn luôn cho em được chưa nào? Đấy. Màu đỏ đô cho em nó như thế này luôn này các chị này. Không khác gì nhau luôn, khác nhau mỗi cái màu được chưa ạ? Đấy, chị nào thích lấy đen lên đen cho em. Con đỏ đô nhà em cũng còn 3 con, cũng còn SML, mỗi size còn 1 con nhé chị nhá. Lên con này cho em với giá là 500.000 đồng. Cả 500.000 nữa chị nhá. SML cho em. Con này em sẽ chốt cho tầm từ 55kg quay về các chị ạ. 55kg quay về cho em nhá. SML cho em. 55kg, 56kg. 56kg quay về cho em thì ok SML này. Các chị nhìn thấy bụng em có tí bụng không? Trời ơi, mà con này lên dấu bụng dã man luôn, không còn tí bụng nào luôn con này. Đấy, lên con này cho em này. Đỏ với đen các chị nhá, đỏ với đen cho em. Hôm nay xả cho các bác 500.000 đồng, xả các bác 500.000 đồng cho em. Đấy. Trời ơi, nó quá đẹp luôn các chị ơi. Đấy. Nhìn nó xanh xả chưa chị ơi đấy. Nó xẻ sau cho em nhá, nhìn nó xanh xả dã man. Trời ơi, con này quá đẹp luôn các bạn ơi. Con này quá đẹp luôn đấy. Xong con này về mà đi kiếm như gì này. Màu đỏ lên đẹp lắm. Màu đỏ lên đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Đấy. Thì nào thích lấy con cao cấp phải lên cao cấp để cho em nhá. Bây giờ em sẽ phải mặc một con nhá. Máy khác vào để em lai cho các chị không thì em mặc con này thôi. Cứ hề họ cái dây ở ra nó không được. Nó không được đẹp lắm. Mặc con này đi. Rồi ok. Lên tiếp cho các chị nhá. Đấy, chị nào thích lấy con cao cấp thì lên cho em. Rồi dô đi, đứa nào dô. Còn cái gì một con hai con không? Ôi. Đấy. Chỉ nghĩ là tắt cái quạt đi cho nó đưa ấy. Cho đỡ thổi gió ấy ra nó khổ thôi. Cho chị khóa con này lên cái. Để cái này hay là thả để luôn thế đi. Rồi ok. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay nhá. Lên đồ bé cho các chị luôn này. Ôi chị đóng cái cửa trên chỗ bếp là chị chứ. Đóng rồi. Trời ơi. Xinh thế này mà này. Đúng không? Con này mặc quá xinh luôn cho em, yêu ơi. Ngược đầy như kiểu này. Ôi ơi, con này đứng qua đây nữa. Nên đứng đâu thì treo cây luôn. Rồi, lên đồ bé cho em nào. Chị nào muốn mua đồ bé rẻ xinh, ngon bổ rẻ vào đây với em nào. Hôm nay tặng sốc mã này luôn cho các chị luôn nhá. Tặng sốc mã này cho các chị luôn này. Đây, bộ con trai đi. Từ 18 cân đến 28 cân cho em này. Lên sốc con này luôn cho em. Đây, bộ bé trai nhá. 18 cân đến 28 cân cho em có size này. 18 cân đến 28 cân có size cho em con này nha. Bộ Quảng Châu cao cấp này. 18 cân đến 28 cân thì có size bộ này. Bộ này nhà em bán là 180.000. Hôm nay em tặng sốc các chị con này là bao nhiêu tiền đây? 180 nhá. Chất cốt tông đẹp lắm các chị ơi. Ngày nay tặng sốc tất cả các bác mã này ngày hôm nay với giá đó nào. Bình thường em xả con này cho mọi người là 130 một bộ đúng không? Hôm nay lên hết con cho em con này này. Tặng tất cả mỗi người một bộ con này lên cho em với giá đó là 110.000 đồng cho em. Đấy, 180.000. Hôm nay xả các chị luồng 110.000 luồng cho em. Đấy, nên con này cho em này. 4 màu luôn nhá. Có màu đen, màu vàng, màu trắng và màu ghi đá. Em không vừa có đổi thoải mái nhá. Rồi ok, lên con này 4 màu cho em này. 110k kèm cân kèm số loại cho em. 4 màu ok chưa là. Bộ Quảng Châu cao cấp này. 28, 18 cân đến 28 cân. Đủ người lớn à. À không xem một đồ người lớn thì ngày mai em xem lại like xong rồi chụp ảnh inbox lại fanpage thì chị vẫn bán cho nhá. Ok chưa, chị xả kho mà chị vẫn bán cho ok. Rồi lên con này cho em nhá. 110k kèm cân kèm số lại cho em bộ Quảng Châu cao cấp. 18kg đến 28kg có size cho em con này. Bình thường em xả con này 130, hôm nay tặng các chị hết 110.000 đồng. Màu đen này, màu vàng này. Đấy, màu trắng nha em này. Và con này màu ghi đá cho em này. 18 cân đến 28 cân con trai có size cho em 110k. Lên con này cho em. Đấy.
110.000 đồng với chị nhá. Trả các chị 110.000 đồng cho em. Lên con đấy cho em 110k kèm cân giúp nhà em. Rồi. Trần hoa này vàng 110k 28 cân ok luôn này. Rồi, không cần phải cái đấy đâu. Rồi, hùng ngân này 110k 20 cân ok luôn này. Đọc chốt đi. Tập đi cho em ơi. Rồi lên con ba lỗ chai này cho em. Còn vài bộ thôi mọi người nhá. Còn vài bộ thôi, 18 cân đến 22 cân em còn đúng 5 bộ cuối cùng ở đây. Rồi, 120.000 các chị lên cho em bộ này ngày hôm nay với giá bao tiền đây? 65.000 cho em nhá. 120.000 thôi, tặng hết các chị 65.000. 18 cân đến 22 23 cân có size cho em. Còn 5 bộ tất cả này. 18 cân đến 22 cân này. Màu xanh này. 18 cân 22 cân màu trắng này. Rồi 18 cân 22 cân này rồi ok. 18 cân đến 22 cân cho em này. Đấy, còn vài bộ đây các chị nhá. Tặng hết 65.000 cho em. Chị làm mấy mã này lên bộ 65k kèm cân nhá. Bộ 65k kèm cân giúp nhà em. Ok này, 65.000 cho em ok chưa đây. Ồ, phải chị mặc đẹp không? Còn mỗi một con đây, chị xả có bao tiền nhỉ? Con này nhá, xả 100.000. Xả 100.000 con này. Mấy người vụ ba lỗ 65.000 cho 18 cân ok ạ. Rồi ok. Chị Hùng Ngân 20 cân cho bạn cho bạn 20 cân ok ạ. Rồi, váy gái có nhá, gái có. Đây. Xả con gái này đi. 12 18 cân cho em. Cho chị mũi pin 22 cân ạ. Rồi, mũi pin 22 cân. Ôi, cả set này cho em với chị ơi. Một con yếm này, thun này và một con áo thun phông này 12 18 cân. Lên set này cho em ngày hôm nay bao tiền đây? 48.000 cho em. Lên cả set này 48.000 cho em với chị nhá. Lên con này cho em này 48k kèm cân, 48k kèm cân cho em này. Có bộ bé gái, có bộ bé gái. Chị Nguyễn ơi, 22 cân ok ạ. 48k kèm cân cho em set này. Váy chị mặc con này từ 55 cân thì vừa, 55 cân thì vừa. Con này chị nhập vào 24 rồi, còn một con chị xả 100. Đấy. Ai lấy váy này thì lên. Rồi lên con yếm này cho em nhá. Lên này cho em này, 48k kèm cân. Nó quá đẹp tuyệt vời mặt trời luôn các chị ơi. Còn vài set hơn 12 18 cân em xả 48.000 các chị nhá. Đây má lên cho em 48k kèm cân giúp nhé. 48.000 kèm cân giúp nhé các chị ơi. Rồi, có bé gái đây. Bộ bé gái đâu? Bộ bé gái không ai Chanel hay bộ gì không? Đây. Trời ơi. Có bé gái 25 cân có. Rồi, còn hai con tôm và jelly này. Chị Thanh Mai ạ, xét gái 18 cân rồi ạ. Rồi có. Đây. 14 cân đến 17 cân. Con vàng này 14 15 cân cho em. Con hồng này 16 17 cân cho em thì vừa. Chị Hải Lan 18 cân ok ạ. Rồi này, các chị ơi lên bộ này cho em đi. 65.000 cho em. 65.000 nhá, còn hai bộ cuối cùng, tặng hết 65.000 cho em. Lên con này cho em nhá, 65k kèm cân các chị ơi, 65k kèm cân cho em này. 65.000 thôi. 15 16 14 15 cân con vàng cho em. 16 17 cân con hồng cho em nhá, 65.000 cho em này. Ờ, dép ngoài hậu con trai rồi ok. Bỏ dép vào đây xem con nào. Rồi ok nhá, còn hai con này này, mẹ nào con nào của mình chốt đi các mẹ ơi. Nó đẹp lắm luôn các mẹ nhá, nó đẹp lắm luôn cho em. Trời ơi. Rẻ lắm luôn, 65.000 cho em nhá. 65.000 cho em. Rồi thứ ba này. Không còn cái mã bộ gái nào tử tế có sai à? Rồi đây con Elsa đây 15 cân 23 cân này. Rồi ok. Em 55 cân, em 55 cân mặc con này thì quá ok luôn này. Chị 53 cân, chị mặc hơi rộng một tí. Chị mặc hơi thoải mái một tí, em 55 cân mặc con này thì ok này. Đấy. Con này cực xinh luôn. Còn mỗi con thôi. Chị Tuyết Ngốc lên mã 100k, 50 mấy cân lên thì là bên em chốt đơn cho mình ạ. Rồi lên con này cho em Elsa này. 15 cân đến 23 cân này các chị ơi. Ồ. Cái con Elsa này nhá, màu vàng em còn size từ 15 cân đến 23 cân các chị ơi. Màu hồng em còn size từ 20 cân đến 26 cân nhá. Màu hồng em có size từ 20 cân đến 26 cân. Màu vàng em có size cho tầm từ 15 cân đến 23 cân cho em có size này các chị này. Đấy, lên con Elsa này cho em. 130.000 xả con Elsa này ngay ngày mai với giá đó là 95.000 cho em nhá. 130.000 xả con Elsa này 95k. Lên con này cho em Elsa 95k kèm cân với chị nhá. Elsa 95k kèm cân cho em. Trời ơi, không đẹp không xịn không lấy tiền luôn. Không đẹp không xịn không lấy tiền luôn. Lên Elsa cho em 95.000 đồng. 130 xả 95. Elsa hồng có size từ 20 cân đến 26 cân. Elsa vàng là có size từ 15 cân đến 23 cân cho em. Đấy. Này là có mặc con mặc được Elsa, chốt Elsa dùm em. Elsa kèm cân nhá các chị ơi, Elsa kèm cân giúp em. Elsa hồng 20 cân. Rồi, nhắn luôn đi.
em đưa cho ấy luôn. Với hai đứa nó ngồi đây làm gì Hương? Ôi, cái kẹp của chị mất đây đâu ấy nhở? Chị Thu Hương Hồng, em ra Hồng 20 cân ok ạ. Em vẫn cho chị Tuyết móc cô gái đưa đây. Ghi 100 rồi đấy. Rồi ok em. Đấy mèo lấy heo sao, lên heo sao giúp nhà em nhá các chị nhá. Rồi lên bộ này cho em đi. Cho cái mũ ở đây đi. Con đát này còn 9 cân 10 cân thôi. Xả hết 75 nghìn cho em này. Đấy. Đát con trai 9 cân 10 cân 75 nghìn cho em kèm theo mũ đó mọi người nhá. Đát này cho em này. 9 cân 10 cân con trai thì mặc vừa. Nhà em còn mấy set thôi nhá. Cùng một bộ quần áo và một mũ lưới trai cho em. Đấy. Cùng một mũ và một bộ quần áo nhá. 75k cả set này cho em này. 75 nghìn cả set này cho em. Mũ đen sẽ đi với bộ màu đen. Mũ trắng mình sẽ đi với này bộ màu trắng cho em. Ok này. 75.000 cho em cả set này nhá, lên đáp cho em. Đáp 75k kèm cân giúp em. Mẹ nào lấy đen lên đen cho em, mẹ nào lấy trắng lên trắng cho em. Ok chưa này? 75.000 nhá các chị ơi, 75.000 cho em. Đó. 75.000 cho em nhá. Ai lấy màu nào lên màu đấy. 75.000 đồng cho em. 9 cân 10 cân nhá, em còn 2 con thôi. Còn 2 con cho 9 cân 10 cân luôn. Bộ Quảng Châu này hôm nay em bán nhiều quá rồi. À lên cái bộ này cho các chị đi. Lên bộ thể thao Hoàng Quảng Châu cho các chị đi. Có cả màu con trai cả màu con gái này. Ok là các bác ơi. Rồi lên bộ thể thao này. Rồi, trời ơi. Bộ này là bộ thể thao Hoàng Quảng Châu cho em nhé. Chất bao mềm với chị luôn này. Đấy. Rồi ôi, chất con này sướng dã man luôn. Như màu xanh chuối này. Màu xanh chuối này nhá. Trai mặc được, gái mặc được cho em. Màu đen này thì chỉ con trai mặc thôi các chị nhá. Màu đen thì bé trai mặc thôi. Màu hồng này chỉ bé gái mặc thôi này. Đấy. Màu xanh này thì bé trai mặc cho em này. Con này 18 cân hay 28 cân thì vừa cho em các chị này. 170.000 bộ Quảng Châu à 155.000. Hôm nay em xả hết bộ này với giá đó là 92.000 nhá. 155 em xả 92. Lên con này cho em 92k kèm cân các chị nhìn chất giùm em với. Ôi chất này đó là chất thun lạnh cho em các chị nhá. Chất thun lạnh này. Có thông hơi giùm em này. Lên con này cho em với giá bao tiền đây? 92.000 cho em. Đấy chị nào thích lấy màu nào lên màu đấy cho em nhá. Đấy. Trời ơi màu này đẹp luôn. Màu này bé trai mặc được, bé gái mặc được cho em. Đấy con này lên màu đen cho em này. Ok chưa nào? Con này lên màu hồng cho em ok nhá. Đấy. Con này lên màu xanh cho em. Chất không mềm không mát không lấy tiền mọi người luôn. Đấy. 18 cân đến 28 cân. Cả trai mặc được và cả gái mặc được cho em. Nên mã này cho em nhá. 92k kèm cân với chị ơi, 92.000 thôi ạ. 92k kèm cân giúp em nhá. Còn mấy set thôi, phải 92.000 cho em. 37 cân con gái ạ. À? Còn cái bộ lan kia thì sao? Sao kêu là còn có hai bộ. Chị Mùi Bin bộ 22 cân rồi ạ. Bông món chuối 37 này. Đưa luôn cho nó làm luôn. Rồi ok, một lon chuối rồi ok rồi. Đấy. Còn mấy bộ đây ngay lẻ đi, like riêng em ơi. Hình like riêng đi các chị, đỡ chọn hình. 18 cân 25 cân. Chân váy Quảng Châu này. Chị Thu bé 28 cân, bộ 92.000 xanh chuối rồi. Đấy, lên con này cho em này. 18 cân 25 cân này, 130.000. Xả con chân váy cho một người với giá 95.000 cho em nhé. Lên con này cho em này, 95k kèm cân vùm em. Con chân váy Quảng Châu được cực kỳ đẹp luôn này. À, áo có cổ gái không? À, có cổ gái có đấy. Rồi lên 95k kèm cân giúp em đấy chị nhá. Chân váy này đẹp cực kỳ luôn, 95.000 đồng. 18 cân đến 25 cân có size con chân váy này cho em này. Đấy, lên chân váy, lên chân váy 18 cân ạ. Ồ con này không em ơi, con này có mũi mẹ thôi, không có bé. Con em đi học ở rồi có. Rồi lên con chân váy này cho em nhá. 18 cân 25 cân xả 95.000 thôi. Váy Quảng Châu đấy chị ơi. Ok chưa nào? Đấy. Còn áo gấu cổ con gái đi học, còn mấy con em vào đây xả lốt em. Tôi nhặt mẫu đây chị Lai đã. Đây là các chị ơi, xả các chị cái bộ đại con gái này nhá. Rồi chị Nguyễn Hoạ 92, bộ 92.000 màu xanh 22 cân. Thế hôm nay tao bảo chúng mày làm lại sai hết rồi mà bộ này vẫn từ 26 cân đến 40 cân á. À quỳ. Bảo làm sai hết rồi mà lại vẫn gồm là sao? Cam một cái 26 cân, xanh 5 cái 26 40 cân. Thế cái con này là con gì? Sao ai bảo mẫu hôm nay đã bảo lấy màu phải làm sai ra mà lại còn gộp mẫu. Để cho các chị ấy biết là chốt con nào cho nó dễ mà lại còn gộp mẫu. Trời ơi con này 26 cân nữa không? Rồi các bác ơi, 26 28 cân cho em bộ loang rồi này. Rồi Nguyễn Huệ là 92k. Màu xanh rồi ok luôn này. Đấy lên con này cho em nhá. Bộ loang Quảng Châu đấy các chị ơi. 180 này xả 140.
26 cân, 28 cân thì vừa bộ này cho em. 26 cân đến 28 cân thì vừa bộ loa này cho em nhé. Xả 140 cho em, 180, xả 140 này. Bộ Quảng Châu cao cấp đó chị này. Chất cốt tâm của nó mềm mát lắm luôn nhá. Lên con này cho em này, cam. Cam nhá, cam 140k kèm cân dùm nhà em này. Cam 140k kèm cân dùm nhà em này đó chị này. Đấy. Còn bộ này cho em. Rồi, bộ này cho em tầm cũng là 26 cân, 28 cân. Con bộ mèo này này cũng 26, 28 cân cho em bộ này. Bộ này quần ngố màu đen. Đấy, bộ đánh 108, em xảo bộ đánh 140. Mèo lấy mã này thì lên bộ mèo giúp em. Lên bộ mèo giúp em với chị nhá. Còn con xanh này gì đây? Con xanh này còn mấy con nhặt vào đây đi em, để size luôn đi. Nó bảo nó để size rồi, hôm nay cho vào đây cho hết đi. Đây, lên bộ xanh này này, 35 cân ở có đấy. Đây, bộ này từ cái gì đấy? Xong rồi em làm đi chung đấy. 26 lại 37. 26 hay 28 cân một bộ xanh này cho em này. 140.000 này các chị này. Tôi toàn nói như kiểu nước đổ lá khoai ấy, chán đời. Rồi 26 30 cân cho em này. Còn con này đây 35 cân đây, mày nói con này 35 cân này. 35 37 cân bộ này cho em. À. Rồi có 35 cân đến 37 cân nhá mọi người nhá. Bộ này 35 cân đến 37 cân cho em thì có size này. Nhắn lên con này cho em. Đấy, xả luôn nhá, 140 cho em này. Đấy chị nào lấy mã này thì lên. 140.000 nhá các chị ơi. 140k kèm cân giúp nhà em. Còn 3 4 bộ luôn, xả hết thôi. Toàn là 180 190 hết bộ Quảng Châu các chị ạ. Nói chung bây giờ không nói đến nãy rồi. Con này em xả cho nó qua mẫu thôi. Xả cho nó qua mẫu được các bác ạ. Đây lên các bác bộ này này. Trai mặc được, gái mặc được cho em này. Ok chưa? Bộ này trai mặc được, gái mặc được nhé các bác nhé. 10 cân đến 12 cân. Màu xanh này em còn 10 cân, 12 cân còn 2 bộ thôi. Trả 55.000 cho em. Lên con này cho em này, xanh 55k kèm cân cho em, 10 cân 12 cân. Em còn 2 bộ này, 55.000 cho em này. Rồi, 10 cân đến 18 cân này. Màu này em có size từ 10 cân đến 18 cân cho em. Cái màu tím này trai mặc được, gái mặc được cho em. Màu này cực sạch mà cực sang. 55.000 cho em nhé. Nên tím cho em 55k này. Mới 15 cân, màu xanh này lên cho em con gái đi. Màu xanh ngọc này bé gái mặc được cho em nhé chị nhé. Đấy. Xanh ngọc này gái mặc được cho em. 10 cân đến 15 cân cho em có size mặc vừa này. 55.000 với chị nhé, 55.000 cho em. Đấy, lên cho em 55k kèm cân với chị ơi, 55k kèm cân giúp nhà em. Bác là con mặc vừa thì mình chốt 55.000 nữa chị ạ. Áo có cổ con gái đây. Mười tám cân đến 20 cân. Rồi, 18 cân đến 20 cân thôi. Mẹ áo con gái mặc vừa con này chốt này. Áo Quảng Châu luôn đấy. 18 cân đến 20 cân cho em có size mặc vừa này. Áo Quảng Châu luôn này. Còn 2 con thôi. 2 màu còn 3-4 con. 18 cân 20 cân thì vừa. 135 này. Xả 95.000 nhá. Ai lấy mã này lên 95k kèm cân giúp em. 95k kèm cân giúp em. Còn 2 con cuối cùng nữa các chị ơi. 95.000 cho em. Còn con này size đại này. 26 cân. Còn một con 26 cân. Với lại 40 cân đến 43 cân nhá. 26 cân đến 40 cân, 43 cân xả 105.000. Đấy, 40 cân đến 43 cân cho em này. 40 cân đến 43 cân cho em. Hồng với trắng, một con 26 cân. Xả 105.000 đồng. Mẹ nào có con mặc vừa thì mình chốt nhá. Mẹ nào 105k kèm cân giúp nhà em. Em nó lẻ sai nhưng tung hết rồi các chị ạ. Còn hai con nghệ này cho em 9 cân 10 cân này. 9 cân 10 cân này, xả 40.000 cho em nhé. 9 cân với 10 cân xả 40.000 cho em. Lên nghệ 40k kèm cân giúp em. Còn hai bộ thôi, 9 cân 10 cân xả 40.000 này. Xả 40.000 cho em nhé, 9 cân 10 cân xả 40.000 cho em này. Bộ Quảng Châu này cho em đi.
Bộ Quảng Châu này 18 cân đến 38 cân mọi người nhá. 18 cân 38 cân này. 155 này. À 175 này, 185, 195 hôm nay xả hết 120 này. Xả hết 120.000 cho em con này nhá. Xả hết 120.000 cho em con này. Nên bán này cho em này. 120k kèm cân giúp nhà em. Bộ Quảng Châu cao cấp có chị ạ. Chiếc nó đẹp dã man luôn. 175, 185, 195 hôm nay xả hết 120 cho em. Nên con này cho em nhá. Bộ 120 kèm cân kèm số điện thoại cho em. Màu đỏ này, màu đen này. Với lại màu xanh cho em này. Đỏ, đen, xanh. Em còn 3 màu ấy chị nhá, còn 3 màu cho em. Đỏ, đen, xanh cho em. Ai lấy màu nào lên màu đấy. 20 cân đến 28 cân chân váy Quảng Châu này. 20 cân đến 28 cân cho em con chân váy Quảng Châu này cực xinh. Trời ơi, chất của nó mềm đã man luôn đấy chị nhìn này. Đó. Con này cực xinh cho em. 20 cân đến 28 cân con này có size cho em nhá. Nhà em còn 3 chân này thôi. 165 xả hôm nay xả 130. 165 xả 130 cho em. Ai lấy con chân váy lên chân váy cho em này. Chân váy kèm cân kèm số loại cho em nhá. Đấy, bác nào lấy con nào thì lên. Ôi dồi, hôm nay thì váy mà đứng tí mà mỏi hết cả thẳng luôn rồi. Họ đổ xuống rồi. Bác nào phải đổ xuống rồi. Làm gì nhà mình chắc là hết bộ này đáng 35 cân rồi. Còn con đấy không? Đây này, có bộ này 47 cân đến 50 cân này. Trời ơi, 47 cân đến 50 cân bộ con gái nha. Còn một bộ cuối cùng thôi, xả 100.000. Ai lấy bộ này lên hồng 100k kèm cân giúp em. Con poly này còn 3 bộ này. Con poly em còn 3 bộ nha. Xả lốt poly 101 này. Con poly vàng này 35 cân này. Đó. 34 cân, 36 cân thì vừa con poly vàng này. Xả 101 nhá. Xả 101 cho em. 28 cân. 28 cân đến 30 cân vừa màu này cho em. Xả 101. Thế con này vẫn có size từ 26 cân đến 37 cân à? Con này vừa cuốn bằng cái con cam ấy chị. Thôi 28 đến 30 cân cho em. Đấy. 28 đến 30 cân cho em con này nhá. 110.000 cho em. Còn 3 bộ em xả hết rồi đó chị ạ. Chứ còn cái giá này em chưa nhập được vào luôn ấy. Còn bộ này 34 đến 36 cân ấy. Thì là có con vừa hỏi 35 cân mình chỗ con này. Đẹp lắm luôn chị ơi. Đẹp bèo luôn cho em con đấy. Bảy cân, tám cân, chín cân rồi các chị này. Bảy cân, tám cân, chín cân bộ con trai này. Còn ba bộ thôi, 101 hôm nay tặng hết 40.000. Ai lấy má này lên bộ 40k kèm cân giúp nhà em. Còn ba bộ cuối cùng đấy nhá. Tặng hết 40.000 cho em. Chị lấy con này lên này. Bộ 40k kèm cân. Chị Thanh Mai được bộ vàng poly 35 cân. Đây 35 cân đây. Ok luôn. Không có bộ nào cho người lớn nào. Toàn bộ bằng nhà thôi. À đâu, 35 cân còn mấy cái xét hàng đấy này còn không? Ôi chúng mày chẳng cho tao những cái váy to to đây này đi. Toàn là dính những cái hàng vé tí rồi. Đấy những cái váy to trong kia bỏ đây này đi. Đây này, con cao cấp này này, từ 22 đến 35 này. Từ 22 đến 35 cho em nhá. Váy bên trong chân váy của nó này. Hai tùng nhỉ. Rồi, áo phông cho em này. Chân váy này, con này cực đẹp, hàng Quảng Châu cao cấp ấy. 22 cân, 35 cân này. 260.000 hôm nay xả con này cho các bác với ra 200.000 nha. 260 xả 200. Mèo lấy mã này lên xét 200k kèm cân giúp em. 200k nữa chị nhá, 200.000 nha. Đấy. 22 cân đến 35 cân có size mặc vừa đấy các bác này. 260 hôm nay xả 200.000 đồng. Lên con này cho em này, 200k kèm cân giúp em. 200k kèm cân giúp em nữa chị nhá. Rồi ok, lên con này cho em này. Đấy, ai thích người lớn này. Ai thích sành điệu lên con này này. Hàng cao cấp này các chị này. 200.000 cho em nha. 22 cân đến 33 đến 35 cân. 22 cân 35 cân có size cho em này. Tôi bỏ cái xét này ra. Cho váy đây đi. Mấy con váy hoa này. Mấy con váy to đằng sau bít này. Con giấy gì đây? Váy gì đây? Đấy. Còn mấy con váy này. 28 cân đến 30 cân này các chị ơi. Còn 2 cái thôi. 28 cân đến 30 cân cho em nhá. 170 này, xả con này cho chị 100.000. 170.000 con váy này, em xả 100.000. 28 cân đến 30 cân thì vừa cho em. Nên con này cho em này, váy 100k kèm cân giúp nhà em. 100.000 nhá các chị nhá. 100.000 cho em này.
Vậy lên con này cho em 100.000, còn hai con thôi. Trả các bác 100.000 em nhé. Đây, còn con yếm này còn một set đây à? Còn một set. 25 cân con này mặc làm sao được, đứa nào làm sai con này. Chị Phương Thùy 30, bộ 28 cân 100.000 không ạ? Bộ làm sao gì có bộ nào? Làm gì có bộ mày? Chị vừa la xong. Váy mà. Váy chị ạ, váy Phương Thùy chị nhá. Lên set yếm này đi, 30 cân đến 35 cân đi em. 30 cân con này mặc còn rộng cơ. Rồi 30 cân đến 35 cân cho em đi con yếm quần này này. 30 cân đến 35 cân nhá. Còn mỗi set này thôi 280.000, xả set này 200.000. 280.000 này, còn một set cuối cùng em xả các bác 200.000 luôn con này nhá. Lên mã này cho em yếm nhá. Yếm 200k kèm cân giúp nhà em. Yếm 200k kèm cân giúp nhé nữa chị ơi. 200.000 nữa chị luôn đấy. Đây, váy cao cấp đây. Trời ơi, toàn là váy xịn thôi các chị nhá. Đây này. Trời ơi, con này thì quá xịn luôn rồi. 25 cân này, 26 cân một con này. 28 đến 30 cân một con cho em nhá. Con này 28 đến 30 cân này. Con này 25 cân đến tầm 26 cân cho em thoải mái này. 270.000 hôm nay xả con váy này cho mọi người 200.000 em nhé. 270 xả con váy Quảng Châu cho mọi người với giá 200.000 cho em. Đẹp cực kỳ luôn. Cái lơ này không thích thì bỏ ra cho em này. Đi học thì bỏ cái lơ này ra, đeo khăn quàng cho em thì ok này. Đó. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn con này. 25 cân, 26 cân, 25 cân, 27 cân nhà em còn một cái. Và cho tầm từ 28 cân đến 30 cân nhà em còn một cái. Còn hai cái nữa các chị nhá. Xả 200.000. 270 em xả 200. Chiều lấy mã này lên váy 200k kèm cân giúp nhà em. Đấy 200.000 nữa chị luôn đấy. Toàn size to luôn. 22 cân, 28 cân. 24 cân đây. Con hồng này 24 cân, 26 cân cho em này. Con hồng này 24 cân, 26 cân nhá. Còn con vàng này có size 22 cân đến size 28 cân. 22 đến 25 cân này. 26 đến 28 cân cho em ok này. 140.000, xả con váy là 90.000 nha. Mẹ nào lấy con này lên váy 90k kèm cân giúp nhà em nhé. Còn hai con hai size thôi. Còn hai con hai size thôi mọi người ơi, xả 90.000 nha. Mưa đấy nhỉ. Thế à? Hà Nội mưa to từ chiều rồi. Hôm nay thì váy người lớn đeo quốc mệt quá. Chị Minh Kiệt Vũ, váy 90.000, 23 cân ạ. Rồi, 23 cân, 6 tuổi. Máy gì? Rồi, 23 cân 6 tuổi nhặt đi. 23 cân 6 tuổi nhặt size bé nhất này thôi. Chết còn định nói lấy cái con đấy cho con người ta đâu. Đây. 23 cân 6 tuổi đây. Váy vịt đây. Con trai 40 cân nhá. Còn con trai là bộ là con trai 40 cân. Con đấy toàn 50 cân thôi. 40 cân hết rồi. Các bác ơi, tối nay em xin nghỉ live đây nhá. Hẹn các chị trưa mai vào giúp em nhá. Hôm nay em live tí váy người lớn em đeo quốc là em muốn đau chân chết luôn. Cảm ơn mọi người nhá. Bye bye mọi người. Mai chứ.